Tiếp tục là thêm một quả smoke nữa đóng cửa luôn đến từ Trần Hữu Tuấn. Trong khi đó Linh 5G bắt đi bởi cái tên Run Now và cái tên bên phía team Brother Forever. Họ vừa phải công nhau cái tên bên Dương Tử Bảo và họ vừa để mất người với cái tên Run Now, rất khổ sở luôn trong pha thiếu này. Nào, Thịnh Cam Ranh đang muốn đẩy nhưng Ozilus lại bị bắt lại ở trong pha thiếu tiếp theo. Ninja K là người làm một điều đó. Và từ một cái cơ hội thì bây giờ đội hình bên phía team BF họ cũng chỉ còn lại cho mình đúng một người thôi. Panzer Fall là rất khỏe trên tay Ninja 2K. Có nét thì có lẽ là mọi thứ sẽ là ổn, mà tôi nghĩ rằng nét thì đối phương cũng sẽ lút hết rồi. Mà gần như không còn gì cả, nhưng Trần Tuấn vẫn có một mạng và tất cả cũng đã phải dừng lại khi mà vị trí của Johnny Hong cũng đã xuất hiện kịp thời. Đến với Tiến Brother Forever ở vị trí thứ 16. Thật sự rất là khó đến từ cái tên Chí Duy đây. Nhưng bất ngờ thấy Chí Duy lại bắn nóc ai vào chiếc anh chàng, đó là 16 tháng 11. Và tiếp tục là xây tốt đến từ Chí Duy hay không đây? Chưa thể đem về cho mình, đó là một nóc ai nhưng không sao cả. Siêu Phi là người làm điều đó và Chí Duy là người confirm. Hãy cùng xem liệu thằng Thái Lọ đem về một điều bất ngờ hay không đây. Yếu tố bất ngờ là thứ duy nhất đội hình bên phía team Rimka Team có ở trong pha thiếu này. Thằng chờ vào vị trí Thái Lọ không vượt qua được Tyron. Vâng, đó tình huống xử lý lỗi đến từ vị trí Thái Lọ. Và khó rồi. Buffalo Esports họ sẽ có thể trụ lại ở đây thôi. Tuy nhiên tôi đã nhìn thấy màu sắc của giáo sĩ Esports có mặt tại khu vực nhà kho này. Và giờ thì Béo Cà đang cố gắng trả nốt ra cho mình đó những cái quả đồ. Và vừa rồi cũng là tình huống táp MK12 tốt để knock out một player bên phía team Buffalo. Thậm chí là đó là quả bom Blue Zone đến từ vị trí Béo Cà để có thể thực hiện pha confirm luôn. Không thể nào confirm được đến từ cái tên Kenvy. Thì Kenvy đã bắt thăm mình để đẩy, nhưng quả nét tiếp theo phải nói là đau nha. Kenvy sấy luôn tình huống tầm xa. Vâng, đó là một khẩu AKM bắn trong tay Kenvy ạ. Thì sát đi, lên xe chạy được không đây? TG đang một tình huống sủi. Ơ TG ơi, đã phải nằm xuống. Kenvy vẫn là người sống sót ở trong pha thiếu này. Nào cùng xem, Kenvy đẩy lên nhưng Kenvy không thể làm được gì cả. Owami lên tiếng. Và đội hình bên đồng chí Esports bây giờ họ đã liên tục để nốc ai vào trước anh chàng Owami cùng với nó QT. Nhưng đối phương lại ở khu high ground, rất dễ cứu lại nhau. Chỉ cần một quả smoke thôi là đủ đến từ đội hình bên phía team Minotaur Gaming. Và sẽ là hai đủ kill được cộng vào dành cho Minotaur Gaming mà thôi. Ôi, nhưng bây giờ Jiwi đang muốn đẩy lên. Jiwi cùng người đồng đội sẽ muốn chơi đôi công ở trong tình huống này. Nhưng đây sẽ tình huống 4v2 không hề dễ dàng một chút nào cả. Khi mà Eloismi vẫn còn đó cho mình là những quả nết, một quả nết bò nhỏ. Lượng sát thưởng nó không phải là quá tốt. Văn Trung vẫn còn ở đây, một quả nết ném ở mạng sườn núi. Và liệu đủ lực hay không nào? Vâng, hai quả nết cùng một chỗ nhưng loại không giải quyết quá nhiều vấn đề. Thậm chí Jiwi trả nết ra knock out được Eloismi. Và tình huống được đưa về sẽ là 3v2. Nó sẽ câu tham để giúp cho đồng chí Spot có cơ hội cứu lại người. Còn đối với cả Minotaur họ sẽ làm như nào đây? Khi mà QT có tiếng móc bao sao QT Vân bắt được vị trí pin blue và đó thì họ confirm luôn được vị trí TG. Văn Trung đẩy góc để có thể có được thêm cho mình, đó là một điểm confirm. Nhưng Minotaur họ đang muốn giữ người hơn, họ đang muốn chậm lại để hồi sinh những người đang bị knock out. Vâng, trong khi đó đồng chí Spot bây giờ cũng chỉ còn lại một cái tên Di Huy mà thôi. Kenvy bị knock out thêm một lần nữa rồi và tham mình có vẻ thì sẽ không đủ dành cho Di Huy ở trong pha thiếu này. Tiếp tục những quả đồ còn lại đến cái Sina Sai, đối phương đang mở cánh và sẽ là dùng hết đến từ mình bên phía team, đó chính là đồng chí Esports top 15 dành cho đội tuyển này. Ui trắng. Flash bu vào flash rất trắng nha. Ôi nhưng mà xe kẹt không vào được nhà. Bao giờ đục liệu ăn được hay không đây? Rất đáng tiếc dành cho chị Brownie khi mà cái xe nó đã kẹt cửa. Nếu mình ta mở cửa có lẽ đã khác, nhưng không. Long X cũng đã đến kịp thời để lấy được cái mạng Vicky. Và đó là quả nết được trả ra đến từ vị trí của Vicky nhưng nó lại không có một chút những cái cơ sở nào để có thể lấy đi mạng của anh chàng Brownie cả. Và sau đó có bị knock out đi chăng nữa thì đồng đội vẫn được cứu lại thôi. Đúng vậy. Bởi vì Long X cũng đã rất gần rồi. Và bây giờ thì họ kết thúc nốt cái thủ cuối cùng bên phía team KBU. Đội hình bên phía team Qbox này tận bây giờ chúng ta thấy rằng cũng rất khổ sở. Và tôi nghĩ rằng là những chú kiến này sẽ phải có những tình huống va với nhau để có thể tìm đường sống sót, một con đường máu sẽ được vẽ trước khi đến với giai đoạn phase thứ 5. Thì mà Rattle Squad vừa rồi đã knock out được chịu bên phía team Six Sense. Còn đối với cả bộ đôi của Dương Tiểu Bảo thì họ cũng đã tìm được cho mình đó là những cái khu vực tháp nước. Và trông có vẻ như gần như là không thể cứu được đến đội hình bên phía team Six Sense. Vâng, Six Sense thi đấu vẫn đang rất rời rạc ở lúc chúng ta cần họ. Trông có vẻ Six Sense đang muốn chuẩn bị thi đấu cho mình ở phần thi đấu đó là Last Chance rồi. Còn phía bên này thì hãy cùng xem nào. H2 Gaming đang công nhau có thể bên phía team Run nào. Witty họ, anh chàng này mất đi cho mình nửa cây máu sau khi ăn một quả nết và tiếp tục là nết đến từ Kipo nhưng vẫn chưa có chuẩn xác đâu. Trong khi đó thì MZ cùng với NSN đang tục va nhau ở trong pha thiếu này. Đang nắm mất hai người và bây giờ họ chỉ còn lại đúng một vị trí của B2K mà thôi. Rất khó anh B2K. Hai cái mình cực kỳ khát máu và B2K sẽ làm gì? Fake mở cửa và đó sẽ đổ đến từ vị trí B2K. Đông hoàng tận hai người nhưng Jaken thì lại là câu chuyện khác nha. Jaken đẩy vào kết thúc với đối phương. 4 điểm kill đem về đến từ đội hình B2K.
có cho mình ba lô chuyện vòng bò nhưng trông có vẻ như sẽ không còn sử dụng được nữa, bởi vì trước đó hai anh mình đã sử dụng nó để có thể đi vòng bò phase 2 rồi. Sixsen lao thẳng vào khu vực nhà của Buffalo cũng như là của các viên bên phía Dream Bigger Team, và hiện tại thì Siêu Huy đang là người được giữ lại cục nhà kho. Tuyên ngừng độ thì đang cao chạy xa bay mất rồi. Something else bây giờ mới đến thì liệu có phải là kịp hay không đây, khi mà áp lực tại khu vực này nó sẽ là cực kỳ lớn. Có ba lô chống Blue Zone. Ui, bây giờ thì trả ra một quả nết rất là ẩu và béo cà. Vâng, một khẩu sọp nó lại không thể giải quyết được Something else ở khu vực tầm gần, và đó top 12 dành cho Dream Bigger Team. Khu vực nhà này sẽ có chủ mới, đó là Six Sense. Tuy nhiên Raptor Squad cũng có mặt ở đây và họ muốn công vào đó là đội hình team Buffalo, nhưng liệu có được hay không khi mà Hoàng Nam đã knock out 5-6-5-7 rồi. Và chưa kể là lượng đồ Buffalo tôi cá rằng là cũng sẽ còn lại khá nhiều để phòng ngự khu vực nhà kho to nha. Đấy, cái vấn đề đội hình bên phía team Raptor Squad họ còn sự may mắn bởi vì bên phía team Buffalo Esports đã hết những quả đồ gây sát thương như vậy. Còn phía bên này thì Buffalo Esports lại bớ đi vì anh chàng Something else bên phía team đó Six Sense. Rất nhanh chóng từ Ford và Thunder cùng với đó em cái mình đang va vào nhau rồi, và thêm cả Minotaur cái mình, và cùng với đội hình bên phía FZ 104 nữa cơ. FZ còn đó là ba người họ đẩy lên ngay lập tức, và QT lại confirm với đối phương với một quả nét và bắn là tốt đến từ OAMI. Ôi Minotaur quá vượt trội đến từ Minotaur Gaming. FZ 104 không còn ai nữa cả. Một trận thiếu nữa FZ họ không đem về cho mình một thứ hạng quá tốt, họ chỉ đem về cho mình đó là 4 điểm kill mà thôi. Còn đối với Minotaur thì họ đang có một trận thi đấu quá thành công khi mà đến hiện tại đã là 9 điểm kill dành cho đại diện này rồi. Còn quay trở lại tình huống giao tranh dành cho đội tuyển hiện tại đang gặp khó ở bên phía cánh trái, khi mà ở đây Fordio Thunder đang có cuộc chiến với các viên bên phía SK Gaming. Hiện tại cuộc chiến đang là 4 vs 1. Khi mà tôi thấy đội hình của bên phía team Fordio Thunder thì hai người lại không biết là họ đang đứng ở đâu, đang là những tình huống cover net tầm xa. Nhìn chung SK Gaming họ cũng đang được boom smoke để có thể hỗ trợ những người đang bị knock out rồi, nhưng vừa rồi là những cái tân đồ rất chất lượng đến từ Fordio Thunder, nhưng họ lại không có nhiều cơ sở để đẩy, nhưng bù lại họ vẫn còn nét để có thể confirm với những cái điểm knock out. Chúng ta thấy rằng đội hình bên phía team Forever Thunder họ trả nét đến mức bên phía team SK Minh Man Thiên họ không còn ai nữa cả. SK Minh thì đúng hơn. Và đến bây giờ thì không pin bao Quốc Khánh đều đang bị knock out rồi. Có vẻ như bộ đội này không thể cứu lại nhau dậy được. Đối phương bắn là quá rát, thêm cả những quả đồ trả ra cuối cùng nữa cơ. Và vị trí của Knip đang muốn đẩy sang để cứu lại những đội của mình, và liệu rằng có được hay không đây. Đây rồi, có những quả smoke trả ra. Và tham minh để chạm anh nghĩ rằng vẫn sẽ là còn đến từ đội hình bên phía team Forever Thunder. Vẫn còn đủ góc khuất. Nhưng mà cái góc này sẽ là kịp, sẽ là kịp đến Forever Thunder. Đúng. Nhưng em trông nó không an một chút nào cả, bởi vì đây đều là xung quanh những cái góc xe, và những cái xe nó đang không thực sự ở trong trạng thái tốt. Và chưa kể là SK mình họ cũng đã cứu được xong những đồng đội của mình rồi. Một squad 3, đây sẽ là thời điểm đẹp nhất để họ thực hiện một pha công. Có mà khi Quốc Khánh lại quay trở về cứu nốt vị trí Kenneth bây chứ. Đúng, em nghĩ là khả năng cao là rất giống như vậy. Phía bên này thì SGaming họ bắt đầu đẩy rồi. 3v3 vâng, cầm đồ trên tay và em tức đã bị bắn vào đến từ đội hình bên phía SGaming. Có một vài những quả flat bump ra và tất cả những quả đét bây giờ liệu rằng có hay không đây. Vâng, vẫn còn đó một quả đét. Một quả đét quá chuẩn xác đến không pin vào. Knock out the pit no one và cấu máu rất nhiều đội hình bên phía team SGaming. SGaming bây giờ sẽ gặp quá nhiều sự khó khăn đi. Kenny vẫn đang knock out phía ngoài kia và đã khuất tầm nhìn thì phải. Vẫn chưa bị confirm cả. Bởi vì ít ra bây giờ SGaming đang là người outbo và không có gì phải đẩy đến từ đội hình bên phía team Forever Thunder cả. Còn quan trọng nhất đó là cứu người dậy cơ. Đúng, đây vòng mò mà cần phải giữ người, nhưng mà về mặt vị trí thì thực sự nó không phải là một đoàn ăn dễ. Một Quốc Khánh bị knock ảo, và thậm chí rằng là bộ đôi bên phía team Forever Thunder họ vẫn tìm ra góc để có thể lấy được mạng FPTK. Tiếp tục từng bắn đến từ chưa không pin vào, lượng đam người ra là khá nhiều. Vẫn còn đó là những quả flat đều thể gây sức ép trọng nên hướng mà đấu súng M79 được ném ra, nhưng không pin vào lại không thể nào lùi được về, khi mà đó lại là Something else đến từ Six Sense. Một cuộc chiến mà đang được can thiệp không chỉ là một mà đó lại là hai đội tuyển bắn phá vào. SK mình cũng như là Forever Thunder họ cứ bắn được khoảng tầm chưa được 30 giây thì họ lại phải nằm xuống để cứu lại nhau. Vâng, SK mình cứu lại nhau xong rồi họ đẩy lên để có thể con đem về cho mình những điểm kill confirm luôn. Đúng. Còn pha này trông có vẻ rất khổ sở đến Kenny cùng đội của mình, đó là không pin vào chạy đi đâu được nữa đây. Vâng, đẩy ra để tiếp tục đem về những điểm kill đó, knock out của anh chàng 2302 và chỉ còn lại một người ở trong pha theo này thôi, nó pit no one. Ý dưới tôi bảo nó không còn ai nữa cả. Và đó những điểm cứu đến từ cái tên OAMI. Một mình OAMI làm hết ạ. 1v3 luôn đến từ bên Buffalo Esports. Đó chỉ còn lại đúng một người. Không pin bảo đã không còn nữa rồi. SGaming cùng với đó đội hình Six Sense là những người đem về cho mình điểm kill. HGaming knock out vào chiếc anh chàng Dion. Họ đang được có nhiều điểm kill nhất, 12 điểm kill. Mặc dù mất người rất sớm, bằng net được trả ra không kịp nữa rồi. Nhưng mà Brownie nói rằng Brownie knock out cả người đồng đội của mình và cả bản thân mình luôn. Một quả lửa có vẻ như là nó chưa được ném ra thì đã bị knock out. Và
và một khi nó rơi xuống chân là khiến cho bộ đội giám sát eSports họ nằm cùng với nhau. Một trận thi đấu mà chỉ là những highlight đến những quả đồ mà thôi. Rất nhiều lửa, rất nhiều nét được sử dụng ở trong pha thiếu vừa rồi. Ôi, đồng đội còn bây giờ thì nhà. Đồng đội Long X làm gì nữa đây? Kabu họ đã phi tới. Vâng, Vidcon xé gió rất nhanh chóng đến từ đỉnh bên phía team KBU. Long X chỉ còn lại cho mình đó là 1/3 cây máu. Đã biết được rằng Long X ở đâu rồi. Còn H2 không còn ai nữa cả. Đó, top 6 của đội tuyển này. KBU bắt đầu đem về cho mình tướng confirm. Và bây giờ thì hãy cùng xem hai quả nét còn trên tay. Uni sẽ người thủ lại khu vực đó. Ui, chính Long là X. Cầu thang chính. Ui, Long X lửa. Lửa cháy không tới với con Long X nữa. May mắn tay vẫn hồi kịp điểm máu đến từ Long X. Vâng, kịp đứng lên đệm đến từ Long X cả. Nhưng bây giờ thì tiếp tục là quả nét được trả ra. Liệu rằng là cái đệm có thể giúp cho anh ta trụ được hay không đây? Khi mà là những quả flat thì có lẽ mọi thứ sẽ là hết rồi. Long X vâng vẫn có thể lần mò được vào khu vực nhà vệ sinh. Di chuyển trong một cái trạng thái tệ nó là tốt đến từ anh chàng Long X. Nhưng đối phương có rất 3 người. Nào, bây giờ thì Long X đã sủi rồi. Dưới rồi. Nhưng nên nhớ rằng Long X đang bị rất nhộng xuống nhìn kẹp kẹp vào. Và thấy rằng pha điếu này nhá, Long X tôi không nghĩ rằng có thể sống được. Và đó là box đem về điểm kim của Long X. Quá nhiều thứ kìm kẹp Long X đi. KBU bây giờ sẽ đội tuyển có cho mình nhiều người nhất với 3 người. Six Sen có cho mình đó là 2. Minotaur chỉ còn lại đúng một người thôi, nhưng họ đem về cho mình đó là 12 điểm kill đến từ Minotaur rồi. Và vừa nói xong thôi, Six Sen tiếp tục vị trí của anh chàng Oami. Nhưng UD lại bắt được vị trí Something Else. Và chỉ còn đó là 1/3. KBU có cho mình quá nhiều lợi thế. Siêu Phi đang ở phía bên này. AUG ông ngắm X3 đẩy lên quá gần và Siêu Phi nó vào được một rồi, nhưng bay đến đó là 2/3 cái máu không thành công đến từ Siêu Phi.